Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình ngày hôm nay có các nội dung sau đây. Thôn Chê Trang có 45 cháu đỗ đại học, 20 cháu đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhà thờ họ Trương ở thị trấn Như Quỳnh với nhiều hiện vật giá trị. Nhiều gia đình ở xã Việt Hòa thực hiện phong trào ba sạch, góp phần hình thành nếp sống văn minh. Ông Văn Tiến Sĩ, một đời đam mê với nghệ thuật chèo. Trong một góc nhìn văn hóa là phóng sự, chuyện học sử nhân ngày khai trường. Cuối chương trình Mục Tinh Hoa Phố Hiến, mời quý vị và các bạn cùng về thăm đình Thổ Cốc, vùng quê cách mạng. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Vừa qua, thôn Chê Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ đã tổ chức tuyên dương học sinh trong làng thi đỗ vào các trường đại học và học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018. Trong kỳ thi đại học năm 2018, thôn Chê Trang có 45 em trúng tuyển vào các trường đại học trên cả nước, trong đó có 15 em thi đỗ có số điểm từ 25 điểm trở lên, 20 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh và đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh và quốc gia. Được biết, đây là năm thứ 10, thôn Chê Trang, thị trấn Yên Mỹ tổ chức lễ tuyên dương cho các cháu thi đỗ đại học trước khi bước vào năm học mới. Điểm đáng ghi nhận ở hội khuyến học Chê Trang là luôn làm tốt công tác xây dựng quỹ hội và tổ chức biểu dương khen thưởng cho các cháu học sinh đỗ đạt, học giỏi, vượt khó. Nhờ đó, đến nay quỹ khuyến học của thôn đã đạt trên 100 triệu đồng, giúp chi hội có điều kiện động viên khen thưởng kịp thời các cháu học sinh có thành tích trong học tập. Cùng với đó, các tiêu chí về gia đình hiếu học cũng được cụ thể hóa nên kết quả học tập, kết quả thi đỗ đại học của các học sinh trong thôn năm sau luôn cao hơn năm trước. Những năm qua, cán bộ và nhân dân xã Long Hưng, huyện Văn Giang rất chú trọng việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong xây dựng các công trình văn hóa thể thao tại địa phương. Chùa Long Hoa được khởi công từ năm 2013. Đến nay, số tiền mà nhân dân cùng 16 dòng họ, 42 ngõ xóm của thôn Như Lân và các Phật tử thập phương công đức hơn 20 tỷ đồng. Trong đó, gia đình cụ Nguyễn Chí Tư và gia đình ông Trương Văn Tuấn đều ủng hộ trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra còn có ông Nguyễn Văn Tranh đã rất tích cực đi vận động nhân dân và con cháu trong gia đình dòng họ công đức được hàng trăm triệu đồng. Không chỉ ủng hộ tiền mà cán bộ và nhân dân trong thôn Như Lân còn đóng góp hàng nghìn ngày công từng bước xây dựng hoàn thiện cảnh quan tại chùa. Chùa Long Hoa được xây dựng trên nền đất cổ xưa có diện tích hơn 5.000 m2, gồm 87 gian với các hạng mục, nhà tổ, điện mẫu, hai giải vũ, chính điện, tam bảo, tam quan, lầu chuông, lầu trống. Nhà thờ tổ của họ Trương tại thôn Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm có niên đại hơn 400 năm tuổi, hiện còn lưu giữ lại được nhiều hiện vật có giá trị. Nhà thờ hiện còn giữ được nguyên vẹn ngai thờ từ những ngày mới khởi dựng vào thế kỷ 16. Hai đôi câu đối và bức hoành phi Lam Sơn Vọng Việt được vua Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh Hưng ban tặng vào năm 1741. Bên ngoài sân có bộ sập đá, bàn thờ đá và ghế đá. Tương truyền từ xưa, đây là nơi để dâng hương, làm lễ ngoài trời mỗi khi thực hiện nghi lễ. Cùng với đó, gia đình ông Tuấn cũng vẫn giữ được 4 con rồng đá, 2 sấu đá cùng niên đại với nhà thờ tổ trong quần thể khuôn viên. Nhà thờ họ Trương là công trình kiến trúc cổ có giá trị rất cần được các cơ quan chức năng nghiên cứu bảo tồn nhằm lưu giữ những tinh hoa văn hóa dân tộc. Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, đó là nội dung phong trào ba sạch được đông đảo các gia đình xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu hưởng ứng thực hiện từ nhiều năm nay. Hiện có 100% gia đình hội viên phụ nữ trong xã đăng ký thực hiện phong trào ba sạch. Các thành viên trong gia đình bảo nhau thực hiện ăn sạch, ở sạch, xây dựng thói quen sắp xếp nhà cửa ngăn nắp gọn gàng, sạch đẹp, chú ý dọn dẹp thường xuyên khu bếp và công trình vệ sinh để đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm, phòng tránh các dịch bệnh. Bên cạnh đó có ý thức bảo vệ môi trường ở khu dân cư, giữ gìn đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Phong trào ba sạch do Hội Phụ nữ xã Việt Hòa phát động đã có tác động tích cực, thay đổi tư duy, nhận thức của người dân về việc thực hiện nếp sống sinh hoạt văn minh, sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh ngay ở trong mỗi gia đình. Sinh ra vào thập niên 50 của thế kỷ trước, đến nay đã gần 70 tuổi, nhưng ông Văn Tiến Sĩ ở thôn Long Vĩ, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ vẫn hết lòng với nghệ thuật chèo. Ngay từ nhỏ, ông Sĩ đã yêu thích các làn điệu chèo. Đến năm 1973, ông bắt đầu học về dựng vở và tìm hiểu về làn điệu, sau đó về diễn ở địa phương. Lúc ấy, chiếu chèo xã Thanh Long đang trong thời kỳ vàng son, các thành viên của chiếu chèo đi biểu diễn khắp các tỉnh phía Bắc. Năm 1975, ông Sĩ tham gia quân ngũ và tiếp xúc sáng tác biểu diễn chèo trong quân đội.
Sau khi xuất ngũ, ông trở về quê nhà tiếp tục sáng tác, biểu diễn cũng như tìm tòi học hỏi để nâng cao trình độ hiểu biết về nghệ thuật chèo. Mấy chục năm gắn bó với nghệ thuật chèo, ông đã đi biểu diễn ở nhiều nơi và giành được nhiều thành tích đáng tự hào. Tiêu biểu phải kể đến là tại Liên hoan văn nghệ toàn quốc năm 1978. Với tiết mục Chiếc xe máy, ông cùng với đoàn chèo Thanh Long đã giành một giải vàng, một giải bạc tại Liên hoan tiếng hát giọng hát hay, tay đàn ngọt, tổ chức tại Hải Dương, ông đạt giải bạc. Cô Cao Thị Luyến bắt đầu làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và công trình đô thị Hưng Yên từ năm 2000. Đến nay, cô đang đảm nhiệm vai trò là tổ trưởng tổ hoa 2. Đội công viên cây xanh, dù nắng hay mưa, 9 thành viên trong tổ của cô vẫn miệt mài làm việc, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu vực như đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, công viên Hồ Bán Nguyệt cùng một số giải phân cách đường. Trong gần 20 năm công tác, cô đã đưa ra nhiều sáng kiến được đánh giá cao như cải tiến cắt tỉa đường diềm, đường dạo trong công viên, từ hình thức cắt tỉa thủ công sang hình thức cắt tỉa bằng máy hay sáng kiến dùng bình phun vôi quét gốc cây xanh. Với những cố gắng nỗ lực của mình trong công việc, cô Cao Thị Luyến đã được nhận nhiều giấy khen, bằng khen cùng các danh hiệu thi đua của các cấp các ngành trao tặng. Bác Hồ từng nói, dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Thế nhưng thật đáng buồn, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, trong số trên 563.000 thí sinh dự thi môn lịch sử, thì có tới 468.000 thí sinh có điểm dưới trung bình, chiếm hơn 80%. Con số này cho thấy nỗi buồn môn sử vẫn đang tiếp diễn. Vậy tình trạng này có diễn ra tại các trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hay không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, lịch sử ở tiểu học là môn học bắt buộc, được dạy học ở lớp 4 và lớp 5. Ở cấp học này, môn lịch sử chỉ lựa chọn những sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu của vùng miền, của quốc gia, khu vực, của một số giai đoạn lịch sử không tuân thủ nghiêm ngặt tính lịch đại để học sinh dễ ghi nhớ. Tuy nhiên, khi áp dụng tại một số trường trên địa bàn tỉnh, vẫn còn gặp nhiều bất cập. Kiến thức môn lịch sử của lớp 4, lớp 5 ấy, thì có một số bài nó còn hơi nặng so với trình độ của học sinh. Về phần lịch sử địa phương ấy, ở xã tôi ít cái di tích lịch sử, thế cho nên là cái việc mà để cho các em liên hệ thực tế hoặc là các em mà đi đến trực tiếp tìm hiểu thì nó còn hạn chế. Về học sinh ấy là đa phần là còn phụ huynh và học sinh còn coi nhẹ cái môn này. Ở cấp trung học cơ sở, môn lịch sử cung cấp những nền tảng kiến thức cơ bản có chọn lọc về lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam. Sang đến cấp học này, học sinh khi học lịch sử ngoài việc tiếp nhận thông tin, sự kiện lịch sử, còn phải hiểu tư liệu lịch sử, tái hiện và trình bày lịch sử, giải thích lịch sử, đánh giá lịch sử, vận dụng bài học lịch sử vào thực tiễn. Việc dạy học đã được nhiều trường áp dụng nhiều phương pháp đổi mới để thu hút học sinh. Thế nhưng với lượng kiến thức trong sách giáo khoa cũng khiến đội ngũ giáo viên băn khoăn. Tôi thấy rằng là cái chương trình lịch sử hiện nay ấy, thì có một số nội dung là tương đối nặng. Ví dụ như ở phần lịch sử lớp 8, thì phần lịch sử thế giới cận đại là có một số nội dung khá nặng đối với học sinh lớp 8. Còn đối với học sinh lớp 9 thì phần lịch sử Việt Nam có một số nội dung trong các cái tiết học thì tương đối dài, đòi hỏi học sinh phải ghi nhớ nhiều sự kiện. Cũng giống như tại hai cấp tiểu học và trung học cơ sở, tại cấp học trung học phổ thông, việc học sử cũng được đánh giá là khá nặng về lượng kiến thức, khiến cho việc dạy và học vẫn gặp nhiều khó khăn. Thì đối với sách giáo khoa mà hiện hành mà các em đang sử dụng thì nói chung là cái lượng kiến thức nó cũng trong môn lịch sử nó khá dài so với các môn khác. Ví dụ ngay bên cạnh là môn địa thì người ta viết sách thì nó có nghĩa là cái độ mà để học sinh nó thích thú tạo hứng thì nhiều hơn môn lịch sử. Môn lịch sử đã nhiều sự kiện đã khó nhớ rồi thì sách giáo khoa lại viết cũng lại rất dài, nên nhiều phần thì các em lại không tạo được cái hứng thú để các em học trong cái bộ môn. Khi mà nhìn vào quyển sách thì nó lan tràn nó nhiều quá. Với lượng kiến thức khá lớn, hình ảnh minh họa lại ít, khiến cho việc học lịch sử với nhiều em học sinh trở nên khó khăn. Khi học lịch sử em thấy phần ghi nhớ là khó. Khi học lịch sử thì em gặp chút khó khăn về việc nhớ môn lịch sử vì nội dung rất dài. Điểm em chưa thấy là nhiều lúc phải học thuộc nhiều quá, cho nên em không, hoặc là một số chi tiết quá nhàm chán, cho nên em không thích. Khó khăn đối với em về việc học bài cũ và việc
chọn lọc cách ghi chép ở trên lớp ạ. Đối với các bạn trong lớp thì có rất nhiều bạn gặp khó khăn trong việc học tập lịch sử, đặc biệt là lịch sử trung đại, trung cổ và các mốc thời gian thì rất là khó nhớ. Phần lịch sử thế giới là khó nhớ và khó tiếp cận, tại vì nó có nhiều nước khác nhau với cả các mốc lịch sử hình thành khác nhau nên cũng khó nhớ. Với những khó khăn trong việc học môn sử, nhiều học sinh không mặn mà với môn học này. Ngay cả như tại trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên, việc tuyển sinh bộ môn này lúc nào cũng rất ít so với các môn còn lại. Khi bắt đầu vào trường Trung học Phổ thông và vào trường chuyên thì các gia đình cũng đã có một cái sự định hướng cho con em mình. Thế cho nên là cái môn lịch sử thì chỉ những học sinh rất là đam mê. Đấy, môn lịch sử từ trung học cơ sở. Thế và gia đình cũng có một cái định hướng sau này là vào các trường đại học mà có liên quan tới môn sử thì các em rất là đam mê và thi vào. Số lượng học sinh theo môn sử là môn chuyên tức là ít. Vậy là dù đã có nhiều phương pháp đổi mới trong việc dạy và học sử trong những năm qua, nhưng hiệu quả thực tế vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Thực tế là, theo thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo, trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia vừa qua, toàn tỉnh có 9.274 thí sinh dự thi môn lịch sử, thì chỉ có 1.334 thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên. 7.940 thí sinh đạt điểm dưới trung bình, chiếm tới trên 85%. Dân ta phải biết sử ta là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nền giáo dục. Vì thế, việc học sinh không mặn mà với môn sử là vấn đề không thể xem nhẹ. Làm thế nào để phát huy các giá trị lịch sử vẻ vang của dân tộc khi mà môn học về lịch sử trong nhà trường phổ thông chưa thu hút được học sinh vẫn đang là món nợ chưa trả của ngành giáo dục? Về làng Thổ Cốc, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, thăm đình Thổ Cốc, nơi ghi dấu cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tỉnh Hưng Yên tháng 8 năm 1945. Đình tọa lạc trên một khu đất rộng, nhìn về hướng Tây Nam, bên cạnh dòng sông Nghĩa Trụ hiền hòa, hợp với phong thủy. Đình gồm một hậu cung, ba gian, trung từ và tiền bái năm gian, kiến trúc theo hình chữ công. Cũng như bao ngôi đình khác trên đất Việt, đình Thổ Cốc thờ thành hoàng Đế Thích. Đây cũng là thành hoàng được các thôn Liêu Hạ, Thư Thị và Thổ Cốc của xã Tân Lập thờ chung. Theo tấm bia, Đế Thích Điện Ký lập năm 1605 tại làng Liêu Hạ thì Đế Thích là vị tiên nổi tiếng đánh cờ giỏi trên thiên đình. Theo dòng thời gian, tại đình Thổ Cốc, nhân dân địa phương còn phối thờ thêm Cao Sơn Đại Vương và Ngũ Nhạc Chi Thần, với tín ngưỡng là thần linh có sức mạnh siêu hình, có thể hộ quốc an dân cho mọi nhà. Mọi người đều được an khang thịnh vượng. Theo sắc phong thời Tự Đức năm 1857, tại di tích có ghi, đình làng Thổ Cốc được xây dựng thời Hậu Lê và tu sửa một phần vào thời Nguyễn. Thôn Thổ Cốc vào những năm trước cách mạng tháng 8 năm 1945, nằm trong khu an toàn của tỉnh Hưng Yên. Nơi đây người dân sớm đi theo cách mạng, phong trào Việt Minh phát triển mạnh, do đó được xứ ủy Bắc Kỳ chọn là trụ sở giao thông của xứ, đồng thời là cơ sở hội họp của ban cán sự tỉnh. Các cán bộ xứ ủy như Hoàng Quốc Việt, Lê Liêm, bà Ba Châu và cán bộ tỉnh ủy Hưng Yên như Trần Sâm thường về đây chỉ đạo phong trào cách mạng. Được sự giúp đỡ của xứ ủy Bắc Kỳ, khu an toàn bãi sậy được thành lập tại tỉnh Hưng Yên. Lúc này tỉnh ta có bí danh là tỉnh Tán Thuật. Khu an toàn lấy thị trấn Bần Yên Nhân là trung tâm và các xã trong vùng Nam Bắc Đường Nam là căn cứ, do đó xã Tân Lập nằm trong khu an toàn của tỉnh. Được sự quan tâm giúp đỡ của cán bộ ủy ban khu bãi sậy, phong trào cách mạng trong xã có bước phát triển mới. Những tiếng nói cách mạng, Việt Minh lúc này đối với người dân Tân Lập hết sức thiêng liêng. Do phong trào Việt Minh trong xã vững mạnh, xứ ủy đã lấy nhà ông Nguyễn Đăng Tị ở phía sau đình Thổ Cốc đặt trụ sở giao thông của xứ. Đây cũng được chọn là cơ sở hội họp của ban cán sự tỉnh. Ngôi nhà này được coi là đẹp nhất thôn lúc bấy giờ. Nhà năm gian bằng gỗ, rộng rãi, chắc chắn và kín đáo.
Ngày 18 tháng 8 năm 1945, tại ngôi nhà này, Ban Cán sự tỉnh cấp tốc mở hội nghị theo tinh thần chỉ thị của Trung ương. Hiện nay, ngôi nhà to đẹp của ông Thị không còn. Trên mảnh đất cũ của ông hiện nay có 5 hộ gia đình sinh sống. Trên nền cũ của ngôi nhà được dựng lên tấm bia đá khắc dòng chữ ghi nhớ. Tại đây, Ban Cán sự tỉnh, Đảng bộ Hưng Yên họp và ra quyết định khởi nghĩa giành chính quyền tỉnh Hưng Yên tháng 8 năm 1945. Để có những góc nhìn sinh động nhất về không khí hào hùng những ngày tháng 8 lịch sử trên quê hương Tân Lập, những người làm phim đã may mắn được gặp cụ Lê Văn Công, nhân chứng rất quan trọng của thời kỳ đó. Cụ là cán bộ tiền khởi nghĩa, năm nay cụ 92 tuổi đời, 70 năm tuổi đảng, nhưng cụ vẫn còn rất minh mẫn. Cụ cho biết, ngày đó, để bảo vệ an toàn cho hội nghị, ông Lê Văn Công cùng một số anh em trong tổ Việt Minh bố trí bảo vệ ngay từ đầu làng, đầu xóm. Hội nghị diễn ra an toàn, Ban Cán sự tỉnh đã quyết định. Những nơi đánh úp huyện thì tổ chức meeting quần chúng, giải tán chính quyền địch, thành lập chính quyền cách mạng lâm thời. Những nơi khác tiếp tục biểu tình vũ trang của quần chúng. Ngày 22 tháng 8 năm 1945 sẽ tổ chức tổng biểu tình, huy động lực lượng, hội viên cứu quốc và quần chúng nhân dân về chiếm tỉnh lỵ. Đình Thổ Cốc ấy thì là nơi mà tất cả những cái cuộc họp bàn về khởi nghĩa ở tỉnh là đều họp ở đấy. Những cái hôm họp đông, còn hôm họp ít thì họp ở nhà ông Nguyễn Đăng Tịnh cũng ở thôn Thổ Cốc. Nhưng mà khi làm cờ hay biểu ngữ thì cũng làm để cho các tỉnh là cũng có cờ và băng khi cần thiết là đến lấy. Và khi khởi nghĩa ở tỉnh thì cũng lấy ở đấy. Cắt cái cờ năm sao vàng năm cánh là ung trước thôn Thổ Cốc mà làm ngay ở đình Thổ Cốc. Bên cạnh việc phục vụ cuộc tổng khởi nghĩa trong toàn tỉnh, ngày 19 tháng 8 năm 1945, tự vệ và quần chúng nhân dân trong xã đã được huy động tham gia cuộc biểu tình vũ trang để cướp chính quyền thôn xã. Nhân dân tay cầm cờ, giơ cao biểu ngữ, ủng hộ Việt Minh, Việt Nam độc lập muôn năm, đà đảo phát xít Nhật, tham gia hăng hái, đông vui như đi chảy hội. Cũng trong ngày 19 tháng 8, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Khởi nghĩa huyện Yên Mỹ, các thôn đã lập ra các đơn vị vũ trang có trang bị các loại vũ khí thô sơ, được huy động cùng đoàn người, biểu tình vũ trang xuống cướp chính quyền huyện. Mọi người nai nịt gọn gàng, hùng dũng tiến quân đi. Trước khí thế sục sôi của quân chúng, tên chi huyện và toàn bộ lính dịch trong huyện đường không có hành động phản ứng nào. Yên Mỹ sớm giành được chính quyền. Sáng ngày 20 tháng 8, lá cờ đỏ sao vàng rộng 24m² được tung bay trước đình làng Thổ Cốc, khẳng định chính quyền đã về tay nhân dân. Thời điểm lúc bây giờ thì nhân dân thì lúc bây giờ hãy còn đang hảo. Là vì sau khi vụ cướp tốc Nhật ở kho kho thì chỉ mong làm sao có ánh sáng chỉ đạo của đảng ra để được lệnh khởi nghĩa là tất cả toàn bộ là sẽ ủng hộ đầy nhiệt tình. Trên đà thắng lợi, mặc dù đường xuống thị xã Hưng Yên xa, nhưng quần chúng và tự vệ xã Tân Lập vẫn hòa cùng đoàn người biểu tình với hàng vạn người từ các huyện phía Bắc đổ xuống đường 39 về giành chính quyền tỉnh vào ngày 22 tháng 8. Với khí thế tưng bừng của rừng người, rừng cờ, rừng hoa, đoàn người hiên ngang tuần hành, thị uy trên các đường phố, qua dinh tỉnh trường, tiến về sân vận động tỉnh để tập trung meeting. Trong cuộc meeting, cán bộ Việt Minh đã lên đọc lệnh tổng khởi nghĩa của Tổng bộ Việt Minh, lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh phổ biến chính sách của Mặt trận Việt Minh, kêu gọi mọi người tham gia ủng hộ Việt Minh giành chính quyền, tuyên bố xóa bỏ chính quyền thực dân phong kiến, thành lập chính quyền cách mạng. Cuộc meeting kết thúc trong tiếng hò reo, hô vang khẩu hiệu cách mạng. Cuộc họp cuối cùng ở Thổ Cốc mà tất cả các ban cán sự đảng ở đây thì quyết định một cái rất là chính xác, tức là những cái huyện nào mà chưa lấy được huyện mà chưa lập chính quyền ở huyện thì lấy nhanh ngay đi, để lấy cuối cùng là 28 tháng 8 thì là sẽ xuống Hưng Yên lấy chính quyền ở tỉnh, cấp tỉnh thì rất là chính xác.
làm được đúng như thế. Đúng làm tám là ở Thổ Cốc là cung cấp cờ, biểu ngữ, rồi tất cả thanh niên nam nữ gì, ai ở các huyện miền trên này mà muốn đi xuống dưới để tham gia cái tuần hành thị uy lấy chính quyền là tỉnh thì đúng ngày hôm ấy là đi đông vui lắm. Văn Lâm miền Mỹ Hào là cũng xuống ấy, đông nghịt cả cái đường 39 bây giờ mà đúng là giành được chính quyền ngay hôm ấy. Cuộc khởi nghĩa cách mạng tháng 8 quả là sự diệu kỳ. Với sự quyết đoán, lựa chọn đúng thời cơ, Đảng đã mang lại cho nhân dân độc lập, tự do, hạnh phúc mà tưởng chỉ có trong cơn mơ. Trải qua tháng 5, Thổ Cốc hiện nay đã có nhiều thay đổi, diện mạo thôn xóm khang trang, sạch sẽ, đời sống nhân dân được nâng cao. Ngôi đình làng Thổ Cốc, nơi tổ chức nhiều hoạt động cách mạng vẫn còn. Năm 1998 đã được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Hiện nay là nơi sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa của nhân dân. Ngôi đình hiện đang xuống cấp, một số chỗ mái sệ có nguy cơ sập. Nhân dân mong muốn ngôi đình được bảo tồn, trùng tu để lưu giữ một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Dưới ánh sáng của Đảng và Bác Hồ lựa chọn, từ khi cách mạng tháng 8 thành công, người dân được làm chủ cuộc sống, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Hòa bình lập lại sau hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, người dân Thổ Cốc năng động, nhanh nhẹn, khôi phục phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Thổ Cốc đã được công nhận là làng văn hóa, hàng năm được bình xét là khu dân cư tiên tiến. Kỷ niệm 65 năm cách mạng tháng 8 thành công, người dân làng Thổ Cốc thêm một lần tự hào được sống trong vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Phát huy truyền thống đó, mỗi người, mỗi gia đình nơi đây vững tin theo Đảng, nghiêm túc chấp hành pháp luật, ra sức thi đua lao động, học tập để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.